ơn các bạn đang xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật may mắn và thành công. Thì hôm nay mình sẽ mình sẽ mô tả về cái ấm của cái nắp ấm nha các bạn. Đó. Như là kiểu hình dáng, rồi cách bắt mồi của nó, vân vân. Thì mình sẽ vào chủ đề chính hôm nay nha các bạn. Rồi, ok, đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua cái ấm là bộ phận nào của cây. Thì cái ấm chính là cái phần lá của cây đã tiến hóa và hình thành cái ấm của nó. Thì cái này không phải là phần bộ phận là sinh sản mà hoa của cây đâu nha các bạn. Đây là cái lá của nó luôn. Thì cái nắp ấm á, nó bắt mồi như thế nào? Thì nắp ấm chủ yếu nó bắt mồi từ cái dịch mà dụ cái con côn trùng. Thì đầu tiên nó sẽ dụ cái con côn trùng, nó bò lên thân ấm này nè, cho nên nó sẽ leo lên trên cái miệng ấm. Thì cái miệng ấm này chính là cái phần mà nó tiết cái mùi, cái chất ngọt hoặc là mùi dẫn dụ của các con côn trùng tới. Có thể có một số dòng nó tiết ở trên nắp, ở trên cái phần nắp này luôn rồi các bạn. Nó tiết ra như là dòng lưu wheel á. Các bạn cứ lên mạng tìm dòng lưu wheel, thì cái tên lưu wheel nó thế nào thì mình sẽ mô tả phía dưới phần, mình sẽ ghi phía dưới phần mô tả của video nha các bạn. Nó sẽ tiết đường mặt đường trên này, nhìn cái mặt đường của nó giống như là nhìn nó như cái cục đường phèn vậy các bạn. Nó tiết ra rất là nhiều mặt đường để nó dẫn dụ con mồi tới. Thì sau khi nó dẫn dụ con mồi lên trên này á, thì phía trên này nếu như các bạn nào đã trồng rồi, các bạn để ý là phía trên này nó sẽ bóng. Nó bóng, nó láng, nó trơn trượt. Đây mình sẽ tua bóng rõ lên cho các bạn coi. Các bạn thấy là nó bóng không? Nó bóng láng đấy. Nó trơn trượt thì khi mà có cái con trùng nó bò lên đây á, thì nó sẽ mất cái chỗ bám dính của nó và nó sẽ rớt vào trong ấm này. Thì bên trong ấm này nó có một số cái dịch tiêu hóa nha các bạn. Đây để mình để các bạn coi. Này nó kia. Các bạn chờ mình một chút để mình soi bên trong ấm nha. Hơi khó một chút. Để nó lên này. Đây, các bạn có thể thấy là bên trong mình nó có cái dịch tiêu hóa nè, có con côn trùng gì nó bò rớt vô trong đó nè. Nó không thể nào nó bay lên được, thì do phía trong thành ấm này nó cũng có phủ một lớp sáp và nó trơn trượt nên cái con côn trùng nó không thể nào bò lên được nữa các bạn. Nhìn mấy bò bất lực ghê không. Thì sau khi rớt vào đây thì bên trong dịch này là nó sẽ có một số enzyme tiêu hóa và nó sẽ ăn tiêu hóa dần dần con mồi và cung, và nó sẽ cây nó sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng qua thông qua cái cuốn này nè. Nó dẫn vào lá và nó dẫn vào cây. Khá là thú vị nha các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái kỹ thuật bắt mồi của cây nắp ấm nha các bạn. Đây là cái ấm hồi nãy mình đi kiếm quá trời luôn để mới tìm thấy được một cái ấm này. Đây bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ thuật bắt mồi của cây nắp ấm nha các bạn. Đây nãy giờ mình đi kiếm quá trời luôn, bây giờ mới ra được. Đây các bạn thấy có một em kiến đang bò dần 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 trên cái miệng ấm nè. Mình phóng to lên cho các bạn về, phóng rõ lên cho các bạn thấy. Các bạn có thể thấy là các em kiến đang bò dần dần nè. Thì phía trên miệng ấm này nó sẽ tiết một chất dịch gọi là nó có vị ngọt, và nó sẽ dẫn dụ cái con kiến lên trên đó. Sau khi con kiến lên trên đó thì nó sẽ, thì phía trên cái bờ môi đó gọi là môi đấy, cái phần môi của cái nắp ấm nó sẽ trơn trượt và nó sẽ làm cho con kiến nó rớt vào bên trong ấm. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại cái cây hồi nãy. Thì hình dáng của cái ấm này rất là đa dạng nha các bạn. Rất là đa dạng. Cái dòng cây này là dòng cây thuần nên các bạn nhìn nó đơn điệu vậy thôi, nhưng mà khi mà nó lai với những dòng cây khác á, sẽ cho ra những hình dáng của ấm khác nhau. Bởi vì nắp ấm á, mình thấy cái số dòng của nó còn đa dạng hơn những dòng cây được kẹp bằng bó nữa, nhiều lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần kiểu ấm nha các bạn.
Thì kiểu nắp ấm nó sẽ có ba loại ấm chính trên cùng một cây, cùng một tên luôn. Người ta gọi là ấm thấp, ấm trung và ấm cao. Bây giờ chúng ta, giờ mình sẽ giải thích gì sau cái đó nha. Thì theo như các bạn đang thấy trong hình là đây là ấm thấp. Thì ấm thấp ở chữ nó nằm ở gần gần mặt đất để nó bắt những con côn trùng ở dưới mặt đất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần ấm trung nha các bạn. Thì khi nào cái cây nó ra ấm trung thì thứ nhất đó là cái cây nó lên cũng tương đối nó cao rồi, khoảng chừng nửa mét. Có một số cây thì nó lên từng 2-3 mét cũng nó mới ra được ấm trung. Thì ấm trung thế nào mình sẽ dẫn các bạn đi coi nha. Thì ấm trung á là nó là chuyển hóa giữa giữa ấm thấp và ấm cao. Thì cái khoảng thời gian tồn tại, cái khoảng thời gian mà nó ra ấm trung á tương đối là ngắn. Ngắn chữ là nó chuyển hóa, chuyển là cái giai đoạn chuyển đổi từ cái lúc mà nó chuyển từ ấm thấp qua ấm cao thôi. Mình cảm này mình lâu nó cái ấm được. Đây mình sẽ chỉ các bạn cái ấm trung là ấm thế nào trên cùng một cây nha các bạn. Nó ra lên ra một cái ấm trung này các bạn. Đây là một cái ấm trung. Thì cái đặc điểm nhận dạng của ấm trung á thì là cái ấm nó sẽ ngóc qua bên này. Còn ấm thấp các bạn thấy là nó cái mọc xuống đây, cái hình dáng ấm nó sẽ hướng, cái miệng ấm nó sẽ hướng vào trong cái cuống. Còn cái ấm trung thì nó sẽ chỉ là nó cái miệng ấm nó hướng ra bên ngoài. Thì đây là giai đoạn chuyển hóa giữa cái ấm thấp và ấm cao, thường dân trong họ gọi là ấm trung. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua ấm cao nha các bạn. Đây các bạn, này là cái ấm cao của chúng ta có vẻ như nó chưa có bung, cái nắp. Thì đặc điểm nhận biết của ấm cao á thì cái cọng lá này nè nó sẽ cuốn vào bên trong một cái chỗ nó gọi là cái cuốn leo á, sẽ bám vào chơi bên trong một thứ gì đó để nó leo lên, nó giữ cho cái cây nó đứng vững. Thì ấm cao này nó xuất hiện khi mà cái cây nó đã bò lên cao rồi, ví dụ như là nó bò lên một cái cây cao rồi đó thì nó sẽ ra ấm cao. Thì cái mục đích của ấm cao này là chỉ là nó cũng sẽ bắt những con cái kiến là nhiều. Nó sẽ bắt những con kiến là đa phần. Nãy giờ mình quên mất là mình miêu tả cái phần con mồi của cây nắp ấm. Thì đa số cái cây nắp ấm là nó sẽ ăn kiến là nhiều nha các bạn. Kiến là nhiều chứ nó ít ít ăn ruồi lắm. Mình thấy là cũng có ăn nhưng mà ít, chủ yếu là nó bắt kiến là nhiều. Thì nó sẽ dụ con kiến bằng cái mật ngọt lên trên đó và nó sẽ ăn. Đây là ấm cao, mục đích của nó chỉ bắt những côn trùng trên cao và kiến, và một phần để nó leo lên nó giữ cho cái cây nó thăng bằng. Như các bạn thấy là cái cây của mình nó đang bò lên tuốt trên cao luôn nè. Thì cái ấm cao này nó sẽ bám vào một vật thể nào đó để nó giữ vững cho cái cây. Bị giữ vững cho cái cây nó bò lên. Rồi ok, vậy là chúng ta đã tham quan qua ba hình thức của cái ấm rồi. Thì khi mà cái cây nó còn ở thấp, giống như cái cành này nè, nó thấp này thì nó sẽ ra ấm thấp. Còn cái cây nó dài, nó tương đối nó dài ra rồi, nó gặp gió nó cứ đung đưa cái cành này hoài nè, thì đa số nó sẽ hình thành ấm ấm trung. Và khi mà cái cây nó leo dần dần mình vòng vòng lên tú trên kia luôn á, nó sẽ ra ấm cao. Thì nếu như mà bạn, nếu như cái cây của giống của các bạn ấy, nó đẹp, nó chỉ đẹp ở các bạn thích cái form ấm ở ấm thấp thôi, thì các bạn hãy hạn chế cái cây nó leo cao. Okay. Bằng cách các bạn cho nó bò ngang qua, nó không có leo lên cao nhưng mà nó bò ngang qua thì nó sẽ ra ấm thấp là nhiều. Một số cây thì tùy theo giai đoạn sinh lý của cái cây, thì nếu như cây cây nó bò dài quá quá thì nó cũng sẽ tự động nó ra ấm cao luôn. Chứ không còn phải là đúng tuổi. Với lại có một trường hợp rất là đặc biệt là tuy là cái cây nó nhỏ xíu, ngay cây nhỏ xíu như vậy nhưng mà nó lại ra luôn cái ấm cao.
Thì lý do của nó là do cái cành của mình, các bạn dăm á, thì cái kỹ thuật dăm mình sẽ hướng dẫn sai nha các bạn. Đó. Thì do cái cành dăm của các bạn là nó đang ra ở ấm cao, ví dụ như cái cành này đi đang ra ấm cao này đó, cái ấm cao các bạn dễ nhìn thấy đó, nó sẽ cuốn vào một vòng ở đây nè, nó leo lên cái mắt đốt, cái đốt của nó đây nè, cái đốt này nó đang ở ấm cao, thì khi mà các bạn dăm lên á thì khả năng rất là cao là nó sẽ ra lại ấm cao luôn, chứ nó không ra ấm thấp nha các bạn. À, còn nếu như cái đốt chỗ mà các bạn dăm á nó đang là ấm thấp thì nó sẽ ra ấm thấp. Nên các bạn, nếu như các bạn có để ý là một số cây dăm cành á thì nó mới có chút xíu rồi nó đã ra ấm cao rồi. Đó là lý do vì sao mà cái cây nhỏ mà cũng ra được ấm cao. Thì cũng tùy theo sở thích của người chơi thôi, có người thì mình đi hỏi vòng vòng mà có người họ thích ấm thấp, có người họ thích ấm cao, vân vân, thì theo thị hiếu. Thì khi mà nó lên như vậy là nó sẽ thay đổi hình dạng ấm nha các bạn. Có thể là môi nó dày hơn hoặc là nó đổi màu, nhưng mà đa số nó chuyển từ màu đỏ, ví dụ như những dòng ấm mà có màu đỏ đó, thì nó sẽ chuyển qua màu xanh. Sẽ chuyển qua màu xanh là nhiều. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã điểm qua một số đặc điểm của cái ấm, của cái đắp ấm này nha các bạn. Nếu thấy hay thì nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.